cái tâm tình của mình cũng làm cái này cũng kiến thức nói lên cái tâm trạng của mình, đồng thời cũng là để mà vận động cho cái chương trình. Cái chương trình của mình là chuyên môn là đi giúp cho những người già. Thì bây giờ mình hy vọng rằng là bây giờ thì giúp cho người già thì thứ nhất đó, lúc nào cũng có người già thì mình chăm sóc hết. Nghe trong gia đình của mình cũng có người già. Và mình chính mình, chính cá nhân mình rồi cũng sẽ là già. Cho nên là bây giờ hãy giúp cho những người già trước. Ý nghĩa như vậy để và về sau này nếu khi mình già thì sẽ có được giúp lại. Đó là cái ý nghĩa của cái chương trình mình vận động như vậy. Mà giúp người không có nghĩa là chỉ có cho người ta ăn, bởi vì cái căn bản bây giờ là mình muốn giúp cho người ta, những người quá nghèo đó, người già cũng không đi làm được nữa ở Việt Nam hay là những người khác, những người khác thì đâu có trợ cấp, chính phủ đâu trợ cấp, thành cái sống nhờ con cái, mà những người con cái nó quá nghèo nó cũng không thể nuôi được bố mẹ. Thì bây giờ thì nếu mà không như vậy, không làm được nữa thì chờ chết, và thực sự nó có những người nằm chờ chết theo cái quy định. Nên là có, chúng tôi có những cái quay được những cái hình ảnh mà khi mà các em nó tới nó chăm sóc một bà cụ nằm đấy, thì là ở miền Bắc dở cái chăn ra thì ở trong nó là cái gì, mấy con rắn rồi cụ nằm ở trên mặt thì là kiến bò, bởi vì các cụ cứ nằm đấy mà không chết được. Thì đó, vì đó những cái cảnh đó thì khiến cho mình thấy rằng là cái người để mình giúp cho người già nó có những người người ta không quan tâm tới. Có rất nhiều những cái hội từ thiện khi mà mình bắt đầu làm chương trình này khoảng mười mấy năm trước đó, thì người ta lo cho những trẻ em, cho những người cụ, cho những người này kia, cho mình ngồi nhìn lại. Thì bây giờ mình xem những người nào, cái đối tượng nào mình chưa giúp thì mình thấy cái đối tượng mình già cho ra trước. Và quả thật là chỗ nào cũng có người già. Bây giờ các anh chị đi đi thì chỗ nào cũng có người già ở Việt Nam. Không có nghĩa là mà họ cần giúp miếng cơm, mà có khi là họ cần là giúp cái mình tới mình thăm họ, cho họ cái tình yêu thương, mình lời thăm họ rất là cần thiết. Đó, cho nên là mình mới làm cái bài này. Ngày mai dù mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Một ngày là mình gần tới cái bây giờ chót rồi, không thể nào níu lại được nữa. Ngày xưa mới hôm qua, một cánh chim trong cơn phong ba, một bó hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xưa vậy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tạ thua. Được thua thì cũng thế thôi, một tình yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi dịu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chúng này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Xin mời quý vị. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào.
chỉ còn khối hình mang theo. Chúng ta về, chúng ta không mang theo cái số mà chúng ta có trên đời này, nhưng mà chúng ta có thể mang theo cái khối tình yêu mà chúng ta xây dựng được trong khi chúng ta còn tại thế đây. Mỗi người chúng ta có thể khối tình, và cái khối tình đó không phải là cái khối, nếu mà chúng ta yêu một người con gái hay là yêu người thanh niên nào đó, thì cái tình yêu đó một ngày nào đó nó có thể trở thành cái khối hận thù, cái khối hận thù. Nhưng mà đừng mang cái khối hận thù đó theo, chúng ta hãy xóa đi, mà chúng ta hãy biến cái tình yêu chúng ta thành cái tình yêu nhân loại, tình yêu con người, thì cái khối tình đó nó sẽ trong sáng, nó sẽ chuyển động và mình mang theo được. Mà cái khối tình đó sẽ chúng ta lên trời. Chúng ta kính chúc quý anh chị lên thật là vui, và cái khối tình của anh chị càng ngày càng lớn. Dạ, xin cảm ơn.